Aloha, xin chào các bạn. Vợ chồng mình từ bãi biển Lanikai Beach trở về nhà. Trên đường về nhà, mình sẽ đi trên đường cao tốc Highway H3. Mình sẽ chia sẻ đến các bạn cảnh đẹp trên đường cao tốc Highway H3 và một số thông tin về đường cao tốc này. Đường cao tốc Highway H3 nằm ở thung lũng Halawa và thung lũng Haiku thuộc thành phố Honolulu, nằm trên đảo Oahu thuộc bang Hawaii. Đường cao tốc Highway H3 còn được gọi là đường cao tốc John A. Post, tên của một chính trị gia người Mỹ. Ông là thống đốc thứ hai của Hawaii. Đường cao tốc xuyên qua dãy núi lửa Corolla và đường hầm được đặt tên là Tetsuo Harano, dài 1.574 m và kết thúc ở căn cứ thủy quân lục chiến Hawaii. Đường cao tốc Highway H3 được cho là đắt nhất từng được xây dựng trên cơ sở chi phí cho mỗi dặm. Chi phí cuối cùng của nó là 1,3 tỷ đô la, tương đương khoảng 80 triệu đô la mỗi mai. Đường cao tốc Highway H3 đã được cấp phép xây dựng vào năm 1960. Tiếp theo là các giai đoạn lập kế hoạch. Việc xây dựng đường cao tốc Highway H3 trong bối cảnh sự phản đối của cộng đồng, khiếu nại về môi trường và các thách thức pháp lý đã dừng thi công ở nhiều điểm. Việc xây dựng được tiếp tục vào cuối những năm 1980 sau một động thái của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Daniel Inouye vào ngày 12 tháng 12 năm 1997. Đường cao tốc Highway H3 đã được đưa vào hoạt động với chiều dài 24,66 km. Kể từ khi được cấp giấy phép xây dựng vào đầu những năm 1960, đường cao tốc Highway H3 đã bị sa lầy trong tranh cãi. Tuyến đường ban đầu không được đặt ở thung lũng Halawa như hiện tại, mà dự định xây dựng ở thung lũng lớn Mauna'alu, gần nhất nằm ở phía đông. Thung lũng lớn Mauna'alu phần lớn tức là thuộc sở hữu của gia đình Diamond, là doanh nhân và chính trị gia hùng mạnh. Gia đình này sở hữu nhiều đất đai. Năm 1884, ông được thừa hưởng hơn 9.000 mẫu Anh, khoảng 3.600 hectare đất của khu vực được gọi là thung lũng Mauna'alu từ giám mục Pernice Porahi. Bà là vợ của đối tác kinh doanh của Diamond và ông là người được công chúa Hawaii, người được thừa hưởng vùng đất từ vua Kamehameha. Diamond là người thực hiện di chúc của công chúa
Paul hiện và là người giữ ủy thác di sản cho đến năm 1916. Dự án xây dựng đường cao tốc xuyên qua thung lũng lớn Moanalua trên phần đất của gia đình Diamonds, ông đã không đồng ý và ông đã thành lập quỹ Moanalua Gardens vào năm 1970 để gia nhập lực lượng của tất cả các nhóm chính trị và văn hóa, những người phản đối việc xây dựng đường cao tốc thông qua đường đất của họ. Thành công đã đến với gia đình của ông khi dự án xây dựng đường cao tốc Hakpa xuyên qua thung lũng lớn Moanalua, thung lũng thuộc sở hữu của gia đình ông. Dự án này đã được bị hủy bỏ. Và dự án xây dựng đường cao tốc Highway Hakpa sẽ được định tuyến lại, xây dựng xuyên qua thung lũng Hà Lá Quà như hiện tại, không xuyên qua thung lũng lớn Moanalua thuộc sở hữu của gia đình đang ngôn ngữ. Theo các diễn giải của thổ dân Hawaii, tiếp tục kêu gọi di dời đường cao tốc vì nó chạy qua một khu vực có ý nghĩa văn hóa cực đoan theo cách giải thích của họ. Nhiều người cho rằng đường cao tốc đã bị nguyền rủa do sự phá hủy các địa điểm tôn giáo và do đó có hại ngay cả với những người đi qua nó. Các mối quan tâm về môi trường đang diễn ra bao gồm lấn chiếm cỏ dại, ô nhiễm ánh sáng, phá vỡ hệ sinh thái, nhiều đèn, nhiều tiếng động, vân vân. Ô nhiễm amian là một chất cách điện có khả năng chịu nhiệt cao, vì vậy trong nhiều năm nó đã được sử dụng làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, nó là mối nguy hiểm cho sức khỏe và ngày nay việc sử dụng nó làm vật liệu xây dựng bị cấm ở nhiều quốc gia. Hít phải sợi amian có thể dẫn đến các tình trạng viêm phổi nghiêm trọng khác nhau, bao gồm các bệnh mũi phổi và ung thư. Các vấn đề về nước và đời sống và một loạt các mối quan tâm khác, trong số này là sự suy giảm liên tục của loài cú bản địa được gọi là Pueo và các loại chim bản địa khác. Ở thung lũng Halawa là nơi cư ngụ của loài chim Alawa Hill và mọi người đã không còn nhìn thấy loài chim này nữa kể từ khi việc xây dựng đường cao tốc Highway Hakpa hoàn thành. Trong quá trình xây dựng đường cao tốc Highway Hakpa, một số công nhân đã bị rơi xuống thung lũng và không tìm được thấy xác của họ. Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông và ánh sáng ở trên đường cao tốc quá nhiều đã làm ảnh hưởng đến các loài động vật sinh sống ở trong thung lũng cũng như ở trên núi. Đường cao tốc Highway Hakpa, một bên là thung lũng Haikun, một bên là thung lũng Halawa. Đường cao tốc Highway Hakpa kết nối hai căn cứ quân sự, căn cứ thủy quân lục chiến trên bán đảo Mukapu và Chân Châu Cảng. Mặc dù chiều dài chỉ có 16 mile, xây dựng đường cao tốc này chứng minh là một trong những dự án đường cao tốc tốn kém và gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một giai thoại liên quan đến phần trình đi qua thung lũng Haiku. Trong thung lũng này, một cây cầu được chuyển xuống bên dưới anten của một cơ sở truyền phát vô tuyến của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Người ta cho rằng trường năng lượng từ anten có thể gây trở ngại cho máy điều hòa nhịp tim, một tác hại tiềm tàng đối với người lái xe và hành khách trên đường. Một chiếc lồng kim loại khổng lồ được thiết kế để bao quanh con đường xuyên qua thung lũng. Trước khi đường cao tốc Highway Hakpa được mở, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã đóng cửa cơ sở truyền tin của họ và không cần đến chiếc lồng nữa. Mặc dù chiếc lồng đầy đủ không bao giờ được xây dựng, chôn trong lòng đường là đáy lồng hiện nay, và Bộ Giao thông Vận tải Hawaii quyết định không xây dựng lưới thép này trước khi mở đường cao tốc.
larger than this. Maybe it's not enough amperage. I think it's full and we have four blinking lights. Down here, this area, there, somewhere, has chairs.